Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Vì sao dân mạng cứ réo tên Trương Thế Vinh mỗi khi Thúy Ngân thả thính? Một trong các cặp đôi được yêu thích nhất chương trình Running Man Việt Nam phải kể đến Trương Thế Vinh và Thúy Ngân. Cặp đôi được đông đảo người hâm mộ đẩy thuyền bởi có nhiều sự tương tác và ăn ý, được xem là vượt mức tình bạn khi tham gia chương trình. Vào tối 23 tháng 1, Thúy Ngân bất ngờ đăng ảnh diện váy dạ hội đỏ cực cuốn hút, khoe đôi vai trần quyến rũ. Bên cạnh những lời khen về nhan sắc đỉnh cao của cô nàng, một vài bình luận thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới màn thả thính ngọt lịm gửi ai kia. Hôm nay bỗng thấy yêu đời, ngồi chờ anh tới nói lời yêu em. Nhiều người réo tên Trương Thế Vinh ngay lập tức bởi hai người luôn có một loạt hình kích thích không thể nào bỏ lỡ, luôn quan tâm nhau. Sau khi kết thúc Running Man Việt Nam mùa 2, Thúy Ngân và Trương Thế Vinh là cặp đôi được dân mạng nhiệt tình đẩy thuyền nhất. Cả hai rất ăn ý khi chung team tham gia các thử thách và thường xuyên thả thính hay âm thầm quan tâm nhau từ game show cho đến đời thực. Trên các diễn đàn mạng, netizen cũng đào được nhiều lần cả hai sánh đôi đi ăn cùng nhau. Mới đây nhất, Voi Biển đăng bức ảnh đi bơi tại một khu nghỉ dưỡng sang chảnh. Trùng hợp thay, Thúy Ngân cũng check in tại hồ bơi có bối cảnh không khác so với ảnh Trương Thế Vinh lắm. Thậm chí, netizen còn soi được ở phía xa trong bức ảnh của nữ diễn viên có một người đàn ông đang bơi, tướng mạo khá giống Trương Thế Vinh. Thêm một điều trùng hợp là cả nữ diễn viên và bạn trai tin đồn đều thích thú tạo dáng dưới ánh hoàng hôn, được cho là chụp cùng thời điểm. Trương Thế Vinh ấp úng, liên tục né tránh khi được hỏi về tin đồn hẹn hò với Thúy Ngân.